Hôm nay tôi xin được chia sẻ với bà con nông dân cùng tất cả các bạn về một cái giống lúa kháng bệnh cực kỳ tốt và cho năng suất cao. Trước mắt màn hình của bà con cùng tất cả các bạn là cái giống lúa mới này. Bà con thấy ha. Thì đây là đang trong giai đoạn trổ lạc sạc. Thì cái bông nó rất là to và dài. Trước mặt bà con thấy ha. Và cái dàn lá cực kỳ đẹp. Thì do là cái ruộng này nó có cái lúa này nó có cái khả năng kháng bệnh cực kỳ cao. Chúng ta nhìn tổng thể như thế này, nó đang trổ lạc sạc như thế này. Bông dài, hạt to, thân đứng cứng và lá xanh mướt.